Ông lão điếc nuôi người vợ ốm yếu và em trai tâm thần ở thung lũng Tô Múa, tài sản quý giá nhất là hai bộ áo quan. Trong căn nhà tồi tàn, tạm bợ, nằm siêu vẹo, thấp lè tè được quây phên che nứa và lợp mái pro xi măng ở xã Tô Múa, huyện Vân Hồ Sơn La, có ba người già yếu, ốm đau, bệnh tật là ông Hà Văn Trương, sinh năm 1947, bà Lương Thị Hợn, sinh năm 1956, ông Hà Văn Tói, sinh năm 1954. Ông Trương là chủ hộ, là chồng của bà Hợn và là anh ruột của ông Tói. Bà Hợn nói rằng, ông Tói tâm thần, còn bà thì nhiều năm nay không làm được việc gì nặng. Vì vậy, mọi việc chủ yếu trông vào ông Trương. Hiện tại, mỗi tháng ông Tói được nhận trợ cấp 720.000 đồng và ông Trương nhận được 360.000 đồng cho người nuôi dưỡng. Ông Trương không nhớ chính xác đã nuôi ông Tói từ bao giờ, chỉ nhớ từ ngày cha mẹ mất là ông đã cưu mang người em khờ dại này. Năm nay tôi đã 80 tuổi rồi, mà còn phải lao động để nuôi em và nuôi vợ. Kinh tế là khó khăn. Khi nào mưa xuống thì nhà dốt hết, phải dậy ngồi để mang thau chậu về hứng. Khi nào tạnh thì mới được nằm. Trong căn nhà chừng hơn 15m2 chẳng có tài sản gì đáng giá. Bên cạnh giường của vợ chồng ông Trương là vài tấm ván gỗ. Ông lão khốn khổ nói rằng đó là tài sản quý nhất đối với gia đình ông lúc này. Đấy là hai bộ áo quan được mua từ số tiền mà hai vợ chồng trân châu, cắt cỏ thuê, dành dụm bao nhiêu năm trời đấy. Nhà có ba người già nhưng mới mua được có hai bộ thôi, còn thiếu một bộ nữa. Cứ lo dần, ai đi trước thì dùng trước. Bây giờ phải lo từng bữa ăn rồi thuốc thang nữa. Có những lúc túng quẫn, tôi cũng nghĩ tới việc đem bán để lấy tiền đong gạo, ông Trương nói. Nói về điều mong mỏi nhất, vợ chồng ông Trương rất muốn được hỗ trợ làm căn nhà nhỏ đủ cho ba người ở.